Bài viết ngày 23 tháng 1 năm 2017. Bạn Hami Nguyễn có những câu hỏi rất hay, nhưng thực ra nó không cần thiết. Tuy vậy, ai khi muốn tu tâm có chút trí thức đều hay tự hỏi thế. Nên xin phương tiện tạm nói để có khái niệm thôi. Muốn hiểu rõ phải tự nghiên cứu và tu tập nhiều, rồi sẽ chẳng còn bận tâm nữa. Bạn Hami Nguyễn hỏi: Thưa Thầy, con có những thắc mắc sau, rất mong Thầy cho con ý kiến ạ. 1. Con không hiểu vì sao và do nhân gì để phải có trái đất, rồi hình thành sự sống, sinh ra con vật, con người, để phải trải qua khổ đau, phải có tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, rồi phải chịu cái gọi là nghiệp lực. Tại sao phải có trái đất này với bao khổ đau? Và rồi con người phải cố gắng tu để thoát khỏi vòng luân hồi, vốn dĩ là quy luật tự nhiên. Con hay tự hỏi vui, vậy mục đích có trái đất để làm gì? Khổ thế thì thà đừng có trái đất còn hơn, vì sau này đến một lúc trái đất cũng không còn. Vậy ai là người đứng sau tất cả sự hình thành nên trái đất này ạ? Thầy Hoàng Quý Sơn trả lời: Bắt đầu từ vô thủy vô minh mà tạo tác thành 12 nhân duyên mà biến hiện ra vạn sự vạn vật. Tất cả đều từ tâm này sản xuất ra cả, nên mới nói vạn pháp duy tâm. Cây đa không linh chỉ vì do mọi người trong làng tin mà thành linh. Giống như nếu mọi người tin giờ kim xà, thiết tỏa, tướng quân vân vân, hay cửu tinh là có thì nó có. Đến khi con người thông minh không còn để ý nó nữa thì nó tự hết. Nhưng những bà mẹ ngu si đần độn vẫn cố tình tin thì con họ lập tức khó nuôi ngay. Tất cả đều có luật hấp dẫn. Thế giới, vạn vật, sơn hà, đại địa gì cũng đều từ tâm này biến hiện ra cả. Khi nhiều người tác động, chiêu cảm. Nói cho dễ hiểu một tí, có nhiều nơi bạn thấy mọi người vào là để cãi lộn thì tất cả những người thích cãi lộn sẽ vào đó. Chỗ của tôi ai thích hạnh phúc thì đến vậy thôi. Ai thích đau khổ và lo sợ thì tìm thầy bói, thầy đồng, phong thủy. Mọi người tự sản xuất ra nó, ngoài ra không ai khác. 2. Các vị Phật và Bồ Tát theo con được biết là người thường, rồi họ giác ngộ và đi tu để thoát khổ. Con thắc mắc không biết có phải Phật và Bồ Tát, cái số của họ sinh ra đã là người đặc biệt không? Kiểu như số của họ là đi tu và sẽ đắc đạo. Còn những người phàm phu khác như con thì chật vật hơn trong việc tu tập, vì bản thân mình sinh ra không có sự đặc biệt đó trong số mệnh. Trả lời: Như tôi đã nói, số là có khoảng 15.000 người, có số giống Obama, ông Trump, Putin, Tập Cận Bình, hoặc giả các kẻ sát nhân máu lạnh. Nhưng sao những người kia không giống họ? Tất cả đều do tâm, tư tưởng và hành động tạo tác ra những con người đó, chứ không phải số. 3. Con có biết vài người bạn, người quen, họ có thần thông. Một kiểu là sinh ra rồi tự nhiên có khả năng nhìn được quá khứ, tương lai, đọc và cảm nhận được suy nghĩ của người khác. Một kiểu là do tu thiền mà có khả năng nhìn thấy các linh hồn và có khả năng giao tiếp với họ. Kiểu thứ hai con có hiểu là do mình tu tập mà có. Nhưng còn kiểu đầu tiên thì đó có phải từ nhiều kiếp trước họ đã có sẵn khả năng đặc biệt không ạ? Vì đời này người ta không theo bất cứ tôn giáo nào, cũng không đọc kinh đọc chú gì ạ. Tôi trả lời: Sáu nẻo luân hồi lên xuống, trôi lăn không dừng nghỉ. Do túc nghiệp đời trước còn dư hưởng, nên họ biết được một chút ở đời này. Như tôi đã kể, lúc 4 tuổi tôi đã thích ăn chay, bị nhà ép buộc giết, lớn lên thích ăn mặn và luôn trốn chạy. Là do nhân duyên xoay chuyển, phải không? Lúc nhỏ tôi có thể thấy biết trước nhiều việc, nhưng sống như thế thì có ích lợi gì đâu.
càng lúc càng quên dần và tạo nghiệp không biết bao nhiêu. Cho đến giờ tôi mới bớt được một chút vì do tu niệm. Tóm lại, những người bạn nói thì cho thấy đời trước tu nhiều, đạt được túc mạng thông, nên giờ được thế là đã đi xuống. Giờ làm người chẳng biết tu hành gì thì càng xuống thấp hơn nữa. Còn như nếu họ bị ma quỷ dựa thì càng tệ hơn nữa, sống không bằng chết. 4. Thầy có những lời khuyên gì để giúp mọi người khi niệm Phật, đọc chú mà có thể đặt tạp niệm vọng tưởng sang một bên không ạ? Con thấy nói thì dễ mà làm rất khó. Con cũng cố gắng quan sát quán chiếu tâm mình khi đang thiền, thì thấy rất nhiều dòng suy nghĩ nảy sinh ra. Dù con không muốn như nó cứ tự nhiên hiển hiện. Con cố gắng nhận biết và tự bảo mình hãy tập trung vào hơi thở, đếm hơi thở và để các suy nghĩ kia sau khi thiền xong nghĩ tiếp. Còn bây giờ phải dành tâm trí để thiền. Nhưng quả thật rất khó ạ, vì bị phân tán nhiều. Mà khi bị thế con niệm Phật nhưng tự con thấy mình không thành tâm, đâm ra con rất thất vọng về bản thân mình. Trả lời: người ít vọng tưởng thì tu thiền dễ, người nhiều vọng niệm thì khó. Nhưng bạn bảo đặt vọng tưởng qua một bên vậy, đặt nó ở đâu? Vọng tưởng cũng là tâm bạn. Nếu diệt vọng tưởng thì trừ người chết, hễ còn sống thì nó sẽ nổi lên vào một thời điểm nào đó. Cho đến khi nào tâm bạn an tịnh thì tự nó lặn vậy thôi. Nói cho dễ hiểu, vọng tưởng giống như đất bùn, chân tâm tự tánh là nước trong. Nếu nước đã bị bùn thì bạn chỉ còn cách lắng đọng thì mới được trong mà thôi. Bạn càng động thì bùn càng nổi lên thôi. Dùng một suy nghĩ để dẹp tạp niệm thì cũng không khác gì. Còn một cách hay nhất là niệm Phật tịnh độ thiền, dùng vọng niệm đối trị vọng niệm. Giống như bạn lao đi làm việc cần thiết, rồi nước tự trong mà không cần cứ ngồi chăm chú chờ nước bùn lắng. Nhờ đó mà thời gian qua mau, không lâu nước đã trong. 5. Câu hỏi cuối cùng con xin hỏi về tình hình sức khỏe của bản thân. Con ăn chay đã được 4 năm và con muốn tăng cân, nhìn tròn trịa như quý thầy tu trong chùa mà không được. Không biết do thể trạng con là gầy hay do con có bệnh gì trong người không ạ? Con xin cảm ơn thầy đã dành thời gian đọc. Con hiện đang ở Sydney, Úc. Con sinh năm 1989, lúc 12:30 trưa. Câu hỏi này con gửi vào lúc 1:29 chiều giờ Sydney. Thầy Hoàng Quý Sơn trả lời: ăn ngon thì mập, ăn kén hoặc không ăn nhiều thì ốm. Nhưng mập ốm đâu có dính dáng gì đến tự tánh hay tu hành. Ngài Hư Vân ốm nhách đó thôi. Ngài Quảng Khâm chỉ ăn trái cây và không ngủ cũng có vấn đề gì đến chuyện các ngài đắc đạo đâu. Cứ để ý những thứ này làm gì, khi nó muốn bệnh, muốn chết thì dù có mập, không mập hay ốm gì cũng bị cả. Khi không để ý thì chả có vấn đề gì, còn nếu để ý thì không có vấn đề cũng sẽ trở thành vấn đề vậy thôi. Mong giúp bạn Ham Mi Nguyễn được chút gì đó. Trong bài này có bạn comment rằng có lẽ bạn Ham Mi Nguyễn còn muốn, tức là còn niệm. Còn niệm thì sao tâm tĩnh mà thiền, làm sao trống rỗng? Vô sắc vô tướng, sắc sắc không không, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Thầy Hoàng Quý Sơn có trả lời: nói thì dễ, làm mới khó. Bạn ấy cũng đã biết thế. Có một vị thiền sinh nói với thiền sư: theo con vạn pháp đều không. Thiền sư chẳng nói gì, dùng gậy của mình quất thiền sinh túi bụi. Đau quá thiền sinh la làng. Ngài nói: vạn pháp đều không mà sao biết la, biết đau. Thế mới biết con vẹt tuy nói được tiếng người nhưng không hiểu được ý người. Người hỏi: hiểu, không hiểu cũng thế mà thôi. Sắc sắc không không thì có lẽ đã thành Phật. Là cháu nghĩ vậy.
đã là người ở đời thì còn niệm thì còn khổ. Vì vậy Phật mới dạy, đời là bể khổ, còn sống ở đời thì hãy vui vẻ mà khổ, là quan điểm sống của cháu. Thầy Hoàng Quý Sơn trả lời, có không được dựng lập là vì đối đãi để dẫn đến trung dung, nhưng Phật đạo siêu việt ngoài có không và trung dung nữa. Hiểu đúng thì mới có kết quả đúng được. Sở dĩ nói đời là bể khổ là vì con mắt của chúng ta, chứ không phải trong mắt Phật. Chính vì vậy mà Phật mới trang nghiêm cõi này khi Ngài A Nan hỏi, vì sao cõi nào cũng trang nghiêm mà cõi này bất tịnh? Đường đi hầm hố như thế liền bằng phẳng trang nghiêm, để chỉ vì con mắt của chúng ta bất tịnh, hầm hố cao thấp mà thế giới này mới thấy như vậy. Với Đức Phật thì nó vẫn đang trang nghiêm. Vì chúng ta còn khổ nên chưa thấy nó vui, khi nào chúng ta hết khổ thì cũng sẽ thấy hết vui thôi. Có bạn khác lại hỏi, con vẫn có một tí chưa thông lắm chú ạ. Khi mình đọc chú hay kinh, cầu nguyện một điều gì đó, ngoại trừ việc tâm cầu nguyện hoàn toàn cho chúng sinh, thì hiển nhiên nó vẫn tồn tại chữ muốn sẵn rồi. Vậy làm sao để cân bằng chuyển được muốn trong động đó thành muốn trong tịnh? Thầy Hoàng Quý Sơn trả lời, nói vậy cho dễ hiểu. Lúc nhỏ bạn sẽ vì mục đích học là để thành công trong cuộc sống, hoặc bạn kinh doanh mong để được giàu có, vì bản thân, vì gia đình, dòng họ, vì chúng sinh. Đến lúc bạn được rồi, bạn vì lợi ích cá nhân hay vì lợi ích mọi người là hai thời gian khác nhau. Nó sẽ đến một lúc nào đó, bạn sẽ vì mọi người. Giờ cần ăn để sống thì cứ ráng ăn để sống đã, từ từ tính tiếp. Chưa ra đại học, chưa làm kinh doanh, lo làm chi?